Đối thoại giữa Diêm Vương và quỷ nghèo. Hòa cùng đám người đang chạy loạn, Vương Lão Lục mang theo một bao khoai lang là toàn bộ tài sản của mình. Nửa đường, Lão Lục gặp hai cha con kia, bị đói đến mức chỉ còn thở thôi thốt. Người kia thấy Lão Lục, liền thỉnh cầu Lão cho con mình khoai lang. Lão Lục không đồng ý. Người kia nói, ông bán cho tôi được không? Nói xong liền ném túi bạc, ông vẫn đeo bên mình xuống mặt đất. Mắt Lão Lục sáng lên, cả đời nghèo khổ, Lão nằm mơ cũng không có được số bạc kia. Lão Lục ôm chặt túi bạc, bỏ lại bao khoai lang đi thật nhanh, vì sợ hai cha con kia đổi ý. Vài ngày sau, Lão Lục mệt mỏi rã rời vì đói, không còn bước đi nổi. Trên đường lại không có ai bán thứ gì có thể ăn được. Thế rồi hai cha con mua khoai lang kia lại xuất hiện trước mặt Lão Lục. Nhìn túi khoai lang người kia mang trên vai, Lão thấy hối hận. Lão Lục tiến tới đòi mua lại túi khoai lang, nhưng người kia kiên quyết không bán. Lão Lục ngồi bệt xuống đất, ôm túi bạc, bụng đói lả đi. Nơi âm gian, Lão Lục nhìn thấy Diêm Vương. Ngài nói, ta muốn tạo cơ hội cho người phát tài, nào ngờ lại lấy mất mạng của người. Người đã chết vì tham tiền bạc. Lão Lục nói, vì tôi quá nghèo, kiếp sau tôi không muốn sống như thế nữa. Diêm Vương nói, thực ra kiếp trước mệnh người chưa tận. Số khoai lang đó ngươi có thể bán một nửa, ngươi lại mang bán hết đi. Việc hôm nay ngươi có hai hướng lựa chọn. Một là đi hướng có hàng ngàn người cung phụng mình ngươi. Hướng kia là mình ngươi phải hầu hạ hàng ngàn người. Ngươi muốn đi hướng nào? Diêm Vương vừa dứt lời, Lão Lục liền trả lời, tiện nhân theo hướng hàng ngàn người cung phụng mình. Thế rồi Lão Lục bái tạ ngàn lần, phấn chấn bỏ đi. 30 năm sau, Lão Lục quay lại. Lão nói Diêm Vương đã lừa mình. Vì nghe theo ngài, tôi đã phải làm ăn mày cả đời. Diêm Vương nói, đó là ý của người. Hàng ngàn người cung phụng mình chính là ăn mày. Ngươi không thể trách ta, mà nên trách lòng tham của ngươi. Lão Lục buồn bã thưa với Diêm Vương, bẩm Diêm Vương, mong ngài kiếp sau cho tôi được sống những ngày tháng tốt đẹp. Tốt thôi, hiện nay ngươi có hai chọn lựa. Một là trong giữ núi vàng, hai là trong coi khu đất rộng. Ngươi chọn phần nào? Lần này Lão Lục suy nghĩ cẩn thận, rồi cảm thấy trong giữ núi vàng tốt hơn. Diêm Vương nhìn theo bóng Lão Lục xa dần, lẩm bẩm, kiếp này ngươi lại phải nghèo khổ. Đám tiểu quỷ rầm ràn hỏi, tại sao? Tại sao? Diêm Vương nói, vì trông coi một mảnh đất chính là làm quan to một vùng, còn trông coi núi vàng trên thực tế chính là giữ một kho thóc. Ở đời khi gặp chuyện, người có tính cách khác nhau sẽ khiến lựa chọn của họ khác nhau. Lựa chọn khác nhau sẽ khiến cuộc sống của họ khác nhau. Nhân gian lại có câu, người tính không bằng trời tính. Cũng bởi con người sinh ra đều đã được an bài số phận. Dẫu có tranh đấu ngược xuôi vì danh lợi, cũng chỉ tạo thêm nghiệp ác cho bản thân. Chi bằng cứ ung dung tự tại, không cố chấp hơn thua, cố gắng làm người tốt và tự biết thấy đủ đầy. Cuộc đời thanh thản, hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với bạn.